đánh giá chỉ số huyết áp có vai trò rất quan trọng trong việc nhận định sức khỏe hệ thống tim mạch. Đo huyết áp giúp nhận diện bệnh lý tăng huyết áp và theo dõi hiệu quả điều trị tăng huyết áp. Trong hệ thống phòng khám ngoại trú, huyết áp được đo theo phương pháp gián tiếp một cách thường quy. Mục đích của video này nhằm mô tả kỹ thuật đo huyết áp gián tiếp ở người lớn. Những dụng cụ cần thiết để đo huyết áp bao gồm: ống nghe cần có chiều dài thích hợp. Phần chuông của ống nghe giúp nhận định tiếng coracoid tốt hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, có thể sử dụng phần chuông hay phần màng đều được. Khi sử dụng phần chuông, cần chú ý không nhấn quá mạnh lên da người bệnh, vì vô tình sẽ tạo ra một màng ảo làm phần chuông không còn tác dụng nghe những âm tần số thấp. Máy đo huyết áp. Hiện nay, có nhiều thiết bị giúp xác định huyết áp một cách gián tiếp như huyết áp kế thủy ngân, huyết áp kế hơi, huyết áp kế điện tử. Huyết áp kế hơi bao gồm những phần sau: băng quấn huyết áp với túi hơi co giãn bên trong, bóng cao su và van điều chỉnh. Áp kế dùng để ghi nhận mức áp lực trong băng quấn. Máy đo huyết áp cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tính chính xác. Kim huyết áp kế phải ở trị số 0mm thủy ngân trước và sau khi đo. Áp kế cần được hiệu chỉnh ít nhất mỗi 6 tháng. Do những vấn đề về độc tính nên huyết áp kế thủy ngân ít khi được sử dụng. Kỹ thuật đo huyết áp gián tiếp là giống nhau đối với cả hai loại huyết áp kế thủy ngân và huyết áp kế hơi. Tiến hành chào hỏi người bệnh. Người bệnh không nên vận động, tiếp xúc với không khí lạnh, ăn hoặc uống rượu, uống cà phê, hút thuốc lá trong khoảng 30 phút trước khi đo. Nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước khi đo. Dạ chào chú, tôi là bác sĩ Lợi, phụ trách phòng khám này. Chú tên đầy đủ mình là gì vậy chú? Dạ tên là Nguyễn Văn Dũng. Mình bao nhiêu tuổi rồi chú? 48 tuổi. 48 tuổi. Địa chỉ nhà mình ở đâu chú? Địa chỉ tại quận 3. Hôm nay mình có vấn đề gì về sức khỏe mà mình đi khám vậy chú? Hôm nay muốn đến phòng khám để khám tổng quát thôi chú. Rồi, bây giờ tôi sẽ đo huyết áp cho chú trước nha. Dạ. Chú cho tôi hỏi một số thông tin trước là cách đây khoảng 30 phút mình có hút thuốc hay là uống cà phê gì không chú? Dạ không bác sĩ. Mình có vận động thể lực gì mạnh cách đây 30 phút không? Dạ không bác sĩ, không có nha. Rồi, mình có đi đâu từ nơi nào hơi lạnh mà trước khi vào đây? Dạ không bác sĩ, không có. Cách đây khoảng 5 phút mình có đi lại nhiều trong phòng khu này? Không bác sĩ. Dạ rồi, vậy tốt rồi, tôi sẽ bắt đầu đo cho chú. Thì trong lúc đo thì chú nhớ là không nói chuyện, không nghe điện thoại gì nhé. Dạ. Rồi, giờ tôi sẽ bắt đầu cho chú ngồi đúng tư thế. Người bệnh ngồi thoải mái trên ghế có tựa lưng, không bắt chéo chân. Cẳng tay có điểm tựa, điểm giữa cánh tay đặt ngang tim, lòng bàn tay ngửa. Cánh tay không bị cản trở bởi tay áo. Chọn máy đo huyết áp có kích thước băng quấn phù hợp, chiều dài túi khí bằng 80% chu vi cánh tay, chiều rộng túi khí bằng 40% chu vi cánh tay hay 2/3 chiều dài cánh tay. Kiểm tra ống nghe và chế độ nghe chuông hay màng. Xác định đường đi của động mạch cánh tay. Định vị túi khí sao cho đường đi của động mạch cánh tay ở ngay giữa túi khí. Quấn túi khí lên cánh tay, quấn đều và vừa sát chung quanh cánh tay, cách nếp huyểu 2-3 cm. Đặt áp kế ngang tầm mắt. Khóa van theo chiều kim đồng hồ cho đến khi đã đóng chặt. Xác định huyết áp tâm thu ước lượng bằng phương pháp bắt mạch. Bắt mạch quay, bơm hơi cho đến khi không còn bắt được mạch quay, tương ứng với huyết áp tâm thu ước lượng, và tiếp tục bơm lên 30mm thủy ngân trên mức áp suất tương ứng lúc mạch mất. Xả hơi ra nhanh và hoàn toàn, sau đó khóa van lại. Chờ 15-30 giây rồi bắt đầu bước kế tiếp. Đặt ống nghe lên đường đi của động mạch cánh tay, không nhét ống nghe dưới băng quấn. Bơm hơi nhanh vào túi khí trên mức huyết áp tâm thu ước lượng 30mm thủy ngân. Mở van ra chậm. Xả hơi với tốc độ 2-3mm thủy ngân trên giây.
Khi áp suất hạ xuống sẽ nghe được các tiếng động có róc rách. Huyết áp tâm thu là chỉ số tương ứng với lúc nghe được tiếng động của róc rách đầu tiên trong ít nhất 2 lần nghe tiếng động của róc rách liên tiếp. Khi tiếp tục hạ áp suất, tiếng động tăng lên, sau đó yếu đi rồi mất hẳn. Trị số lúc tiếng động mất đi phản ánh tốt nhất huyết áp tâm trương ở người lớn, ở trẻ em là lúc tiếng động yếu đi. Có trường hợp tiếng động cô róc rách không mất hẳn, khi đó lấy trị số lúc tiếng động yếu đi làm huyết áp tâm trương. Nên ghi lại trị số ở cả hai thời điểm tiếng động yếu đi và mất hẳn khi độ chênh áp suất giữa hai thời điểm này lớn hơn hoặc bằng 10 mm thủy ngân. Sau khi tiếng động mất hẳn, tiếp tục xả hơi chậm khoảng 10-20 mm thủy ngân, sau đó xả hơi ra nhanh và bóp túi cao su cho hơi ra hết. Mỗi lần đo huyết áp phải đo ít nhất 2 lần cách nhau 2 phút và lấy trị số trung bình giữa hai lần đo này. Nếu có sự khác biệt giữa hai lần đo lớn hơn 5 mm thủy ngân thì phải đo thêm 1 đến 2 lần và lấy trị số trung bình giữa những lần đo này. Khi gặp người bệnh lần đầu phải đo huyết áp ở cả hai tay, chọn cánh tay có trị số lớn hơn để đo những lần sau. Theo phân loại huyết áp ở người lớn GNC7, huyết áp bình thường khi huyết áp tâm thu bé hơn 120 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương bé hơn 80 mm thủy ngân. Tiền tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu từ 120 đến 139 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương từ 80 đến 89 mm thủy ngân. Tăng huyết áp giai đoạn 1 khi huyết áp tâm thu từ 140 đến 159 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương từ 90 đến 99 mm thủy ngân. Tăng huyết áp giai đoạn 2 khi huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 160 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương lớn hơn hoặc bằng 100 mm thủy ngân. Nếu huyết áp tâm thu và tâm trương khác nhau về mức độ phân loại thì chọn mức phân loại huyết áp cao nhất. Huyết áp tâm thu bé hơn 80 mm thủy ngân có thể là dấu hiệu bệnh nặng hay trụy tim mạch. Mình đã được 120 mm thủy ngân.